Sáng nay, lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, ngày 18 tháng 7 năm 1977, ngày 18 tháng 7 năm 2022 đã được tổ chức trang trọng tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bunthong Chitmani tham dự lễ kỷ niệm. Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng 60 năm qua, Việt Nam và Lào luôn tự hào về mối quan hệ đặc biệt, vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai nước. Đó là mối quan hệ do Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Cây Sỏn Phôn Vi Hãn, Chủ tịch Suphanuvong đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đó là mối quan hệ xuất phát từ tình đồng chí thủy chung giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn sát cánh bên nhau trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước ngày nay. Đó cũng là mối quan hệ đáp ứng nguyện vọng chung tha thiết của nhân dân hai nước về tình đoàn kết tương trợ lẫn nhau trên tinh thần nhân văn, giúp bạn là tự giúp mình, hợp tác hữu nghị, bình đẳng và cùng có lợi. Mối quan hệ thủy chung trong sáng giữa hai đảng và hai nước đã trở thành mối quan hệ mẫu mực hiếm có trên thế giới, như Chủ tịch Cây Sỏn Phôn Vi Hãn đã khẳng định. Trong lịch sử cách mạng thế giới cũng đã có những tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện đến như vậy. Trong giai đoạn phát triển mới của hai nước, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với cả hai nước. Dù khó khăn gian khổ đến đâu, hai nước Việt Nam và Lào cũng quyết tâm làm hết sức mình giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt-Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình, để mối quan hệ thiêng liêng Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững vì sự phát triển phồn vinh của hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.